trời ơi, thuận theo ánh sáng vàng luôn, biển xanh nè, cát trắng nè, nắng cháy da luôn. Rồi hello, chào tất cả các bạn ha. Thì hiện tại chúng ta đang đứng trên đèo gọi là đèo Cả, và đây cũng là ranh giới giữa phía trước mặt chúng ta đây là tỉnh Phú Yên, còn phía bên này là tỉnh Khánh Hòa ha các bạn. Và đây là đèo Cả, đầu đường đèo Cả. Đèo Cả này có tổng chiều dài là khoảng 12 cây. Chúng ta sẽ không đi hết đường đèo Cả, đi một đoạn tí xíu mình sẽ đi đường quốc lộ 29, đường ven biển, để đi về trung tâm của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ đây về thành phố Tuy Hòa là khoảng 40 cây các bạn, nhưng mà mình đi quốc lộ 29, đi đường ven biển, quay cái đường ven biển quốc lộ 29 cho các bạn coi. Đó, dưới trước mặt chúng ta đây là Biển Đông rồi ha. Toàn bộ khung cảnh Biển Đông, phía bên đó là Đầm Môn. Bên này là trực thuộc cái huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa ha. Nhưng mà phía bên này là trực thuộc thị xã Đông Hòa của tỉnh Phú Yên ha. Thì tỉnh Phú Yên có một thành phố, đó là thành phố Tuy Hòa, hai cái thị xã, đó là thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa. Chúng ta sẽ đi qua cái địa phận Vũng Rô của thị xã Đông Hòa để đi về trung tâm của thành phố Tuy Hòa nha các bạn. Rồi, mình sẽ quay cho các bạn coi cái đường quốc lộ 29 ven biển. Thì đi cái đoạn đường đèo Cả này khoảng chừng 6-7 cây gì đó, thì chúng ta quẹo qua bên hướng tay phải quốc lộ 29 để đi đường ven biển xuống thành phố Tuy Hòa. Đây là đèo gọi là đèo Cả đây. Đây được mệnh danh là một trong những tứ đèo ở phía Nam nguy hiểm nhất ở khu vực phía Nam đây các bạn. Khi xưa một thời tai nạn giao thông nỗi khiếp sợ với tài xế xe khách như xe tải, xe container. Bây giờ từ khi năm 2012 đến năm 2017, cái hầm đèo Cả được xây dựng thì xe tải container đi đường hầm hết rồi, cho nên cái đèo này nó vắng đó các bạn. Đèo Cả có tổng chiều dài là khoảng 12 cây ha. Chúng ta đi một đoạn khoảng một nửa đoạn đèo. Đây bên phải là Biển Đông, cảnh rất là đẹp. Dọc đèo Cả sẽ gặp những cái nhà hộ dân kinh doanh nước giải khát và cái dịch vụ rửa xe. Nước này là nước được bơm lấy lên tự nhiên ha các bạn, cho nên nó không có, nó chảy xuống à. Đi xe gắn máy thì vô lấy xịt rửa thoải mái thôi. Rồi uống nước ủng hộ quán. Còn mấy xe tải chở heo, chở đồ xịt rửa phải trả tiền. Nói chung ủng hộ một chai nước hoặc đưa mười mấy 20 ngàn là được rồi. Cung cấp tiếp nước cho những xe tải, xe đường dài, xe khách hết đi đường này rồi, xe chỉ còn xe container.
Wow, khung cảnh rất là đẹp. Chạy chậm rãi quay cho các bạn coi nè. Từ hướng đèo cả nhìn xuống biển Đông, biển xanh ngắt. Đó, đường đi trên đèo cả sẽ gặp những cái ngôi miếu đền thờ cúng. Năm xưa từng là nỗi ám ảnh với tài xe. Một bên là dãy núi cao chót ngót luôn, một bên là bãi biển trong xanh thâm thẳm. Có gì mình bay ở trên cao cho các bạn coi khúc này ha.
Rồi đây các bạn, hướng từ trên đèo Cả đó, rồi quẹo xuống đây là quốc lộ 29 để chúng ta đi ven biển ha. Khu vực này gọi là khu vực Vũng Rô, trực thuộc xã Xuân Hòa Nam của thị xã Đông Hòa của tỉnh Phú Yên nha các bạn. Tỉnh Phú Yên có hai thị xã là thị xã Trung Cầu và thị xã Đông Hòa. Chúng ta sẽ đi đường quốc lộ 29 đi qua khu vực ven biển nhà dân. Và đầu tiên chúng ta đặt chân tại tỉnh Phú Yên, đó là cái thị xã Đông Hòa. Đây, khu vực sinh sống tại Vũng Rô, kia có cái đình thần cây đa. Rồi, mình quay cái cảnh đi đường ven biển từ đây về đến thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên là khoảng 35 cây nữa các bạn. Đây, quốc lộ 29 bắt đầu từ đây. Ở trên đó là cái đèo Cả các bạn. Cảnh những cái quán ăn bè nổi khu vực Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân Nam. Đó, đi vào khu dân cư sinh sống tại cái thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam thuộc thị xã Đông Hòa của tỉnh Phú Yên. Mới đi ngang qua khu vực thôn Vũng Rô. Đây được gọi là quốc lộ 29. Để chạy song song với lại mép biển. Hàng quán, các quán ăn, nhà bè. Bãi Ngà, bên phải này là Bãi Ngà. Khung cảnh đường đồi đèo dốc, uốn lượn quanh co, hai bên là những dãy núi cao chót vót với hệ thống rừng nguyên sinh. Bên phải là cái vịnh Vũng Rô. Đây gọi là cầu Bãi Chùa, Bãi Tắm Cam Binh. Bên phía bên kia nhà xây dạng cam binh, nhà lá. Dãy rừng dương quá trời đẹp luôn,
kết hợp với rừng cây tràm. Tại vịnh Vũng Rô của thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, rất nhiều những nhà bè, lồng bè khai thác du lịch luôn ha, vừa nuôi đánh bắt thủy hải sản rồi làm dịch vụ luôn. Đá bự cho bá luôn. Rất nhiều các nhà bè san sát nhau, cạnh tranh khốc liệt. Có xe khách đưa đến nơi dân tận miệng luôn rồi. Nhìn từ trên cao xuống hàng loạt các nhà bè phục vụ quán ăn hải sản. Có cảnh nào đẹp đẹp mình quay tiếp các bạn coi ha, bởi đây đến thành phố Tuy Hòa còn dài lắm, ba mấy cây lận, 35 cây nữa mới về tới thành phố, mà quay cái cảnh đường ven biển thôi. Đây, tiếp tục quốc lộ 29 hướng đi về thành phố Tuy Hòa. Đó, phía bên phải là bãi biển, xa xa chúng ta sẽ thấy ngọn hải đăng, đó là hải đăng Đại Lãnh các bạn. Nó khu bãi tắm còn rất là hoang sơ, bãi tắm cộng với ngọn hải đăng, đó là mũi điện nha các bạn. Đứng đây quay cho các bạn coi. Ngọn hải đăng, mũi điện, nơi đón đầu ánh bình minh đầu tiên ở cực đông của tổ quốc. Có sự tranh cãi giữa địa điểm đón ánh bình minh sớm nhất tại cái mũi điện Đại Lãnh của tỉnh Phú Yên và bên Khánh Hòa các bạn. Mà theo mình thì tranh cãi làm quá gì cho nó mệt, cái đó khi nào dùng những thiết bị chuyên nghiệp thì họ mới phân biệt được cái ánh nắng mặt trời nó xuất hiện lú lên ở phút giây thứ mấy, tính bằng phút bằng giây rồi. Còn mắt thường chúng ta ngồi đâu thì cũng thấy được ló dạng của ánh mặt trời hơi đâu, tranh cãi cho nó mệt. Nhưng mà mình theo cái của mình thì cái mũi điện Đại Lãnh của tỉnh Phú Yên đây là vị trí này rất là đẹp, bởi vì bên đó có xây dựng, có chỗ để ngắm nhìn. Còn phía bên Khánh Hòa không có chỗ để mà tập trung người để mà ngắm nhìn đâu.
Rồi có gì mình bay ở trên cao cái muội đại lãnh cho các bạn coi ha. Rồi mũi Đại Lãnh đi tiếp quốc lộ 29 để về thành phố Tuy Hòa. Con đường ven biển cực đẹp tại tỉnh Phú Yên. Một bên là bờ biển Đông, một bên là vực núi cao. Trời, phục vụ quán nước ven đường. Trời ơi, khung cảnh tuyệt đẹp. Quá xuất sắc luôn. Trời, dậy núi đá, đá cục nào cục đó bự chà bá luôn. Đi mùa mưa bão ớn rất là nguy hiểm. Đá trên uống nó trơn trượt, nó lăn lúc nào không biết. Đó, những tai nạn xảy ra nè. Đường hành lang sức mẻ hết. Canh giờ đúng ngay giờ xế xế. Hướng nắng nó đằng sau lưng, quay khung cảnh nó mới đẹp, nó không có bị ngược sáng. Quá trời đẹp luôn. Wow. Trước mặt là một bãi biển xanh mướt luôn. Gió thổi đứng xe lại luôn. Trời ơi.
khung cảnh không nói lên lời. View triệu đô. Trời, view đứng đây chụp là triệu đô luôn. Trời, khung cảnh không thể tả lên lời. Trời, tiếp tục thả dốc xuống. Một bên là biển, một bên là dãy núi cao chót vót luôn, núi đá ha. Núi bằng đá không. Wow, những chiếc thuyền đi đánh cá. Nhìn còn cái chiếc chiếu à. Neo đậu vô thì bự chà bá, mà nhìn dưới biển đúng là hạt cát ngồi giữa sa mạc vậy đó. Trời ơi. Đoạn ngay đây cái đá mi rất là nhiều. Chỗ này chạy nhanh ôm cua là té liền, nguy hiểm. Khung cảnh tuyệt đẹp trên quốc lộ 29 đường từ đèo Cả đổ về thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là cung đường ven biển, cũng là được coi đẹp không kém gì đường tỉnh DT 701 và 702 của tỉnh Ninh Thuận. Quá xá là đẹp luôn. Phía dưới là một bãi tắm công cộng. Đây có một dân chơi xuống tắm rồi nè, để dục xe trên này nè, xuống dưới tắm rồi nè, đứng đây quay các bạn coi. Trời ơi, thuận theo ánh sáng vàng luôn. Biển xanh nè, cát trắng nè, nắng cháy da luôn. 2 giờ mấy, gần 3 giờ rồi. Quay ngược sáng luôn rồi. Đó, núi đá nè. Trời ơi, hùng vĩ không, khung cảnh. Một cái bãi tắm đi xuống dưới một cái con dốc khá là đứng. Tiếp tục còn một đoạn tí xíu nữa là kết thúc cái đường ven biển, đường DT quốc lộ 29. Đường này là đường quốc lộ 29. Trời ơi, cảnh người dân sống ảo nè. Mấy bà chị kinh doanh mua bán chạy ra đây quay thêm một đoạn nữa cho các bạn coi, ngắm ngay cái đỉnh điểm. Trời ơi, khung cảnh nè, quá trời đẹp luôn, không chê vô đâu được hết. Gió thổi mát lạnh người luôn. Tàu đánh cá. Đi tiếp, đi tiếp. Trời, đoạn đường này lúc trước định làm ôm cua nhưng mà bỏ luôn rồi.
khu vực cấm buôn bán, khu vực nguy hiểm, thường xảy ra đuối nước. Trời, một bãi tắm đầy hoang sơ luôn. Tại thị xã Đông Hòa của tỉnh Phú Yên. Trời ơi, ở dưới là những cái đầm nuôi tôm của người dân mà. Một số bỏ hoang luôn rồi. Một số khô cạn hết nước, không còn miếng nước nào hết. Đầm nuôi tôm không còn một cái miếng nước nào hết. Tôm bạc, bởi vì những cái đầm này nó chảy bạc, gọi là đầm bạc. Rồi, ra đến đây là chúng ta chính thức hết cái đường ven biển, đường quốc lộ 29